Đầu tiên các bạn xác định cho mình cái kích thước của con vật từ đỉnh đầu đến chỗ phần mông. Sau đó các bạn chia ra thành 3 phần. Đầu tiên ở phần đầu các bạn vẽ một hình gần như tròn. Sau đó vẽ một đường vòng cung để vẽ cái phần sống lưng, lồng ngực. Tay thì sẽ ở vị trí 1/3 từ dưới lên. Phần đuôi thì các bạn để cho nó cong tự nhiên sang hướng nào cũng được nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ phần hông. Hông sau đó vẽ đầu gối lên như này. Rồi, nó rất nhiều những cái nét đan xen nhau, mọi người phải chú ý. Giờ chúng ta sẽ vẽ thêm phần da thịt. Thì do là nó có rất nhiều cái nét đan xen nhau nên quá trình vẽ thì mình vẽ đến đâu thì mình sẽ xóa đi những phần thừa đấy để mọi người dễ nhìn. Nếu không thì sẽ dễ nhầm lẫn. Đấy, mình vẽ đến đâu thì mình sẽ xóa đi. Ở đây thì mình vẽ một con khỉ đang trong cái tư thế ngồi rất bình thường. Thì cái khuôn mặt nó sẽ nhìn trực diện. Mình để hơi nghiêng một tí cho nó tăng cái độ tự nhiên. Các bạn vẽ trục mặt và xác định các vị trí mắt, mũi và miệng. Mắt nó sẽ nằm ở cái khoảng giữa 1/3 và 1/2 của khuôn mặt. Thì cơ bản là mắt khỉ hình oval. Miệng thì do là cái môi nó mỏng ấy các bạn, nên là nó chỉ có một cái vệt gần như kiểu là vệt ngang qua thôi. Các bạn vẽ thêm các phần tai. Tai thì vẽ đơn giản hai cái tai vảnh to ra hai bên. Về phần bàn tay, bàn chân thì cơ bản là tay của khỉ nó cũng tương đối giống với của loài người. Nhưng mà cơ bản là các ngón nó sẽ dài hơn. Hai nữa là đối với cái phần chân này nó cũng gần như ở bàn tay các bạn. Cái ngón nó rất dài và có cái ngón cái chĩa ra như này, nó cũng gần như kiểu là một bàn tay thứ hai. Đối với vẽ con khỉ ở tư thế này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cách dựng hình bằng 3 hình tròn. Tuy nhiên tại sao mình lại hướng dẫn các bạn vẽ bằng cách xây dựng cái bộ khung xương như này? Bởi vì là trong quá trình vẽ thì nhiều khi mình sẽ vẽ các con vật ở cái tư thế nó rất khó. Do đó là nếu vẽ theo bằng phương pháp 3 hình tròn thì nó không thể biểu đạt được. Do đó chúng ta cần phải tập làm quen với cái việc dựng cái khung xương như này. Thì sau này có vẽ ở những cái tư thế khó thì mình sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Sau khi cơ bản dựng được khung hình thì các bạn sẽ quan sát tổng thể lại một lần nữa và điều chỉnh những cái vị trí sao cho nó phù hợp với kích thước. Sau khi dựng hình xong thì bước thứ hai như mọi khi là mình vẫn dùng bút chì 3B để mình đánh chì trên toàn bộ cơ thể của con vật. Mọi vị trí các bạn nhé, vị trí nào thì các bạn cũng đánh chì 3B. Ở cái chỗ như kiểu khuôn mặt ấy thì các bạn đánh chì nó mỏng thôi, bởi vì khuôn mặt là cái khu vực ít lông nhất ở trên người với con khỉ này. Thì các bạn sử dụng 3B các bạn đánh một lượt, sau đó có thể kết hợp thêm dùng 4B để đánh ở những cái khu vực tối, nách rồi cổ các thứ. Sau khi đánh xong thì các bạn sử dụng bút giấy hoặc là tăm bông để các bạn di đều với phần chì mà mình vừa đánh. Quá trình di thì các bạn di nhớ là sẽ di cho nó thật mịn và theo hướng của lông trên cơ thể con vật nhé. Bắt đầu chỉnh sửa khuôn mặt thì mình sẽ sửa lại cái phần mắt. Thì các bạn tô lại cái viền mắt cho nó rõ. Hai nữa phần con ngươi thì các bạn sẽ sử dụng bút chì 8B để các bạn tô đen nó. Phần lòng đen thì các bạn sẽ sử dụng bút chì 5B hoặc 4B các bạn tô một lượt như thế này. Xong sau đó dùng cái tẩy sét các bạn tẩy cho cái viền xung quanh cái con ngươi nó màu nó trắng hơn một tí. Sau đó tiếp tục tô lại phần viền của lòng đen. Thì chúng ta cơ bản là sẽ được cái mắt của một con khỉ. Phần miệng thì do là cái môi nó mỏng nên là nó chỉ có một đường như thế kia thôi. Mũi thì mũi hẹp và nó kiểu bị tẹt ấy. Nên các bạn chỉ cần làm rõ, vẽ rõ hai cái lỗ mũi. Thì các bạn dùng bút bì chì 6B hoặc 8B để vẽ hai lỗ mũi. Phần lông tóc thì cơ bản cũng giống như các loài động vật khác, thì lông của cái con
khỉ này nó sẽ tỏa ra từ trán lên tới đỉnh đầu, rồi xung quanh mặt. Khi vẽ cái mắt này, các bạn nhớ vẽ thêm một số cái đường nếp nhăn ở dưới mắt nhé. Với mi dưới nó thêm một số cái nếp nhăn này. Thông thường con khỉ nó sẽ có những cái nếp nhăn này rất rõ. Tiếp theo là các bạn đánh chỉ lại một lượt ở khuôn mặt. Nhớ là phần khuôn mặt thì các bạn sẽ để nó, cái lớp chỉ nó mỏng thôi. Tô thêm những cái điểm tối. Đánh lại môi. Quá trình đánh chì khuôn mặt này, các bạn có thể sửa lại những cái bộ phận mà mình cảm thấy kích thước nó chưa phù hợp. Giờ đến phần tỉa lông thì các bạn sẽ dùng bút chì 2B, bút chì kim ngòi 0,5mm cỡ 2B để các bạn đánh theo cái hướng lông thực tế của con vật xung quanh mặt này. Thì sau khi đánh xong bằng bút chì 2B này thì các bạn có thể sử dụng thêm bút chì 6B, các bạn mài cái đầu chì thật nhọn để các bạn đánh lại một lần nữa. Bởi vì khi mình vẽ thì mình thấy cái bút chì 2B nó khá là mờ đây, thì mình phải sử dụng thêm bút chì 6B để mình đánh lại lượt nữa cho nó rõ hơn. Nhớ là hai bên hõm má này thì các bạn để nó tối hơn một tí. Rồi là trên bên trên miệng thì sẽ có lông. Về cơ bản thì nhìn nó là như kiểu là không lông, nhưng mà thực tế là vẫn có lông các bạn ạ. Lông trên khắp mặt luôn nhưng nó mỏng hơn. Và cả phần tai nữa cũng rất nhiều lông. Vẽ tai thì đơn giản thôi, các bạn chỉ cần tô tối sáng một số vị trí, ví dụ như là chỗ vành tai, cái viền tai kia thì các bạn để nó sáng. Xong sau đấy các bạn nhẹ nhàng tỉa những cái sợi lông nho nhỏ ở trên tai. Về cơ bản vẽ khuôn mặt của con khỉ thì cũng không khó khăn là mấy. Các bạn chỉ cần chú ý vẽ những cái đặc điểm như hai con mắt này tương đối gần nhau, mắt to tròn, trên khuôn mặt có những nếp nhăn. Hai nữa là quá trình đánh lông thì các bạn chú ý cái chiều hướng của những cái sợi lông ấy. Các bạn đánh theo thì nó sẽ thành thôi. Cách vẽ khuôn mặt như này thì áp dụng chung cho tất cả các loài linh trưởng, cả các loài tinh tinh hay là đười ươi, thậm chí là cả kinh công nữa. Tiếp theo là phần đánh lông trên cơ thể. Thì cái thứ nhất thì lông thì nó sẽ xuôi từ trên xuống dưới. Các bạn chú ý ở phần bả vai kia thì các bạn sẽ đánh những cái đường nó cong theo phần bả vai. Tiếp đến là vẽ những cái đường lông nó thẳng từ trên xuống. Cách vẽ lông thì cũng tương tự như phần mặt thôi. Các bạn mài nhọn bút chì gỗ hoặc là sử dụng bút chì kim 2B để các bạn tỉa lông từ trên xuống. Ở đây thì mình dùng bút chì 6B các bạn nhé, bởi vì cái bút chì kim 2B thì vẽ nhìn nó khá là mờ nên là mình phải sử dụng cái bút chì 6B này. Sử dụng cái bút chì gỗ này lúc nào cũng phải mài nhọn cái đầu nó thì tỉa nó sẽ dễ dàng hơn. Phần tay, phần ngực thì lông ở phần ngực thì nó, các bạn sẽ tỉa giống như kiểu là ở ngực nó tỏa ra, tỏa ra cái hướng ấy. Còn lông ở trên tay thì cơ bản là cũng giống như lông của người thôi, nhưng mà nó dày hơn tí. Các bạn để ý người nào nhiều lông ấy, nhìn cái hướng lông trên tay người ta thì con khỉ này cũng tương tự như vậy, mỗi tội là nó dày hơn. Quá trình vẽ lông này thì đòi hỏi là rất nhiều thời gian và cái sự kiên trì các bạn ạ. Nhiều lớp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp. Sau đấy các bạn dùng cái tăm bông, các bạn cũng lại di nhẹ nhàng qua một lần nữa. Để cái việc tỉa lông này nó được chính xác và nó đẹp thì các bạn cần quan sát kỹ cái ảnh gốc của con vật. Thì lúc đấy chúng ta sẽ nhìn rõ ra cái hướng lông thì chúng ta cứ đánh theo. Các khu vực tối sáng thì các bạn chưa cần vội quan tâm nhé. Tí nữa sau khi đánh xong toàn bộ thì chúng ta sẽ dùng cái tẩy sét đi, chúng ta nặn nhọn cái đầu nó và chúng ta sẽ tẩy tối sáng cho các vị trí. Thì lông ở bàn tay và bàn chân thì nó sẽ mỏng hơn một chút. Đấy, lông nó kéo đến bàn tay bàn chân thì lúc này lông nó mỏng dần. Cái đoạn nào mà khó thì các bạn có thể dừng lại, các bạn thực hiện theo video của mình. Nếu có khó khăn vướng mắc ở đâu thì các bạn có thể để lại comment
hoặc gửi ý kiến qua email cho mình thì mình sẽ giải đáp cho các bạn. Trong hình thì mình vẽ một con khỉ con, chứ cũng con khỉ này chắc cũng chưa trưởng thành, bởi vì tỷ lệ đầu so với cơ thể của nó thì cũng tương đối, đầu tương đối là lớn. Cũng giống như con người thì trẻ em thì thường là đầu rất là to. Những cái phần bàn tay thì các bạn chỉ đánh chì cho tối đi một tí và dùng bút chì kim tỉa những cái sợi lông nhỏ nhỏ ở trên các ngón. Con khỉ ở trong hình mình vẽ này thì là con khỉ thuộc họ khỉ cựu thế giới. Nó có nhiều loại lắm các bạn ạ, trong cái bộ linh trưởng này. Nào là khỉ cựu thế giới, rồi khỉ tân thế giới, rồi là khỉ hình người, rồi là bao gồm cả loài người nữa cơ. Nói chung nó rất rất nhiều các loài. Đến phần đuôi này thì các bạn cũng làm y hệt như phần vẽ lông ở trên thân. Thì các bạn cũng tỉa những cái đường viền của cái đuôi, thì các bạn sẽ tỉa những cái sợi lông nhỏ nhỏ. Cái này rất mất thời gian các bạn ạ. Mình vẽ mất chắc khoảng 2 tiếng. Thật ra nó không khó nhưng mà nó mất nhiều thời gian và công sức để vẽ cái lông này. Nên mình rất ngại vẽ những con vật mà nhiều lông các bạn. Bây giờ các bạn dùng tẩy sét, các bạn đánh cái vị trí tối sáng này. Đấy, những cái vị trí bóng nó sáng ấy. Ví dụ phần ngực, nghiêng cái thứ này nó sáng hơn này. Tiếp theo là ở trên cơ thể thì cũng có những cái vị trí lông nó sáng, có những vị trí lông nó tối. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ cái vị trí ngồi của con khỉ. Thì đầu tiên là mình đang định tính cho nó ngồi trên một cành cây. Tuy nhiên thì về sau mình đã suy nghĩ lại và lựa chọn đó là một tảng đá. Thì cũng như các bạn đã biết thì chúng ta đã xem rất nhiều lần cái bộ phim Tôn Ngộ Không của Trung Quốc sản xuất năm 1986. Thì hình tượng mình vẽ con khỉ ngồi trên phiến đá này là cũng ngụ ý rằng là cũng muốn nhắc lại nhân vật Tôn Ngộ Không là một con khỉ sinh ra từ đá. Hai nữa, vẽ tảng đá này thì nó nhìn chung là nó khá là đơn giản hơn với việc các bạn vẽ cành cây hoặc thân cây. Cành cây hoặc thân cây thì mình cũng đã có những cái video mình hướng dẫn, thì các bạn có thể xem lại. Video đã gần kết thúc thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì hãy subscribe và like nếu các bạn thấy video này đem đến cho bạn những cái kiến thức hữu ích trong việc vẽ một con khỉ. Giờ các bạn có thể lựa chọn video ở bên tay trái hoặc danh sách phát ở bên tay phải để theo dõi các clip hướng dẫn vẽ hay ho khác của mình. Cảm ơn các bạn.